Hello các bác, Phương Súp xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác đã theo dõi kênh YouTube của Trung tâm Điện tử Ảnh Phương. Trong những ngày tháng cuối năm dương lịch cũng như là chuẩn bị đón một cái Tết Nguyên Đán thật nhiều niềm vui, cũng như là để chúng ta có thể gặp gỡ bạn bè, có những cuộc vui trọn vẹn, thì chúng ta hãy đầu tư và sắm sửa cho gia đình nhà mình những sản phẩm âm thanh tốt nhất. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì Phương Súp test liên tục hai quả súp bát của các hãng, đó là súp Husan, dòng sản phẩm nguyên là hàng bãi nội địa của Trung Quốc, với hai bát kép, tức là bát kép 30, một quả đánh ở phía bên này, một quả đánh phía bên này, quay mặt sang hai bên, nó sẽ ra cái cửa này là cửa mặt, còn đâu hai quả chồng mông vào nhau đánh ra cửa hầm. Và trên này chúng ta thấy rằng là hiện tại thì ngày hôm nay nó sẽ về được thêm hai quả này. Và quả thứ nhất này anh Phương sẽ gửi cho, chuẩn bị đóng gói gửi cho bác Thịnh ở dưới Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đấy, quả này các bác quan sát thì sẽ thấy rằng là nó có lưới chắn bảo vệ, và cái lỗ này cũng có lưới chắn bảo vệ chống chuột luôn các bạn. Chắc chắn rằng là chuột chỉ có khóc khi mà gặp những sản phẩm này. Mà thậm chí nếu có chui ở trong này nữa thì chẳng may mà đang nằm ngủ ngon giấc mà tiếng súp nó đánh lên thì chắc cũng vỡ đầu mà lăn quay ra thôi các bạn. Cho nên là yên tâm với những quả súp bát 42, bát 30, bát kép. Công suất của quả này nó đạt đến 450W một quả. Đánh tiếng rất hay, tròn xoe luôn. Tiếng bát của nó đánh rất hay. Quá nặng nặng. Đây các bác này. Husan. Các bác nhìn những hàng chính hãng cũng như là nó là hàng nội địa thì chất lượng âm thanh của nó cũng như là chất lượng sản phẩm này các bác khỏi phải lo luôn. Đấy, không bao giờ sợ no nhái do giả, hãng Husan. Con này thì nó có đường tín hiệu đầu vào là rắc canon, đồng thời có núm to nhỏ, một núm cắt cốt. Công suất của quả này nó đạt đến 450W một quả, tức là các bác hình dung những quả súp 50 như thế này, của EV như này cũng đạt chỉ 450W. Vậy thì một quả súp bát này nó cũng đạt đến 450W, đánh thoải mái và đánh tiếng thì cực chắc, cực gọn. Còn đây là quả súp thứ hai, đó là dòng súp mặt của hãng EV, dòng sản phẩm của Đài Loan. Dòng sản phẩm Đài Loan được nhập khẩu nguyên thùng về với Trung tâm Điện tử Anh Phương. Đây là nguyên thùng của nó. Con này thì các bác quan sát thấy với công nghệ của Nhật, mã sản phẩm là 115SA. Công suất của quả này là 400W một quả. Hàng này thì có một cái ưu điểm là thùng vách rất là gọn. Tiếng bát căng, mạnh, chịu lực, chịu đòn và chịu ở không gian, thời gian dài. Đấy. Thùng vách thì sử dụng vân gỗ rất là sang trọng. Và đặc biệt đây là dòng súp mặt, cho nên là chúng ta thấy rằng là cái hình thức thiết kế của nó khá bắt mắt. Và chắc chắn rằng các bác cứ tin là khi mà hàng nó đủ tiêu chuẩn thì anh Phương mới làm. Cho nên những cái sản phẩm như thế này các bác cứ yên tâm sử dụng. Tiếng cực hay. Cái bát của nó thì cực ngầu luôn các bạn. Bát 40 sử dụng xương mút, gân mút. Bát cực chắc, đánh không bao giờ bị vỡ tiếng. Sản phẩm này anh Phương đang gửi tới cho bác Huy. Vâng, bác Huy ở Quảng Ngãi. Bác Huy với bác Văn là hai bác mà đã đặt tại Trung tâm Điện tử Anh Phương rất nhiều hàng, từ vang, từ lọc, từ nâng tiếng rồi đến loa. Và đến hôm nay thì bác tiếp tục đầu tư cho gia đình nhà mình một quả súp bát 40. Xin cảm ơn bác Huy cũng như cảm ơn bác Thịnh rất nhiều. Và đây là những sản phẩm âm thanh rất là tốt. Chiều nay thì anh Phương sẽ gửi nhanh cho các bác hai quả súp bát này. Và về tiếng của nó thì các bác cứ ok. Hàng bao hay, bao xịn cho các bác và bao chất lượng. Hãy gọi cho anh Phương với số máy 0971998555 để các bác còn có cơ hội sở hữu thêm hai quả như này nữa. Chiều nay về hai quả. Và những cái dòng súp hãng EV này thì các bác cứ yên tâm sử dụng. Xin cảm ơn các bác. Và bác nào chưa nhấn nút đăng ký kênh thì cho em một nút đăng ký kênh đi ạ. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt ạ.